Giờ giả sử về che đi. Đá số 3 sẽ nằm xuống hiện đây. 14 ra. Bật tường nè. Vô ăn. Ok. Xin chào anh em. Trong video clip ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tấn công đội hình 3-1 trong bóng đá futsal. Về chiến thuật trong bóng đá futsal, trước đây mình đã làm được 2 clip rồi, anh em có thể xem lại trên góc. Và mình cũng đã dừng một khoảng thời gian khá dài vì ít quá, như mọi người không có quan tâm, không có xem. Nhưng mà cái đợt vừa rồi, đội tuyển futsal Việt Nam có một cái hành trình rất là tuyệt vời tại futsal World Cup, nên mình quyết định là mình làm tiếp về chủ đề chiến thuật trong bóng đá futsal cho mọi người cùng xem. Những cái chiến thuật này mình cũng là đúc kết từ những cái video clip trong các trận thi đấu của đội tuyển Việt Nam với lại những cái đối thủ của mình, đó là Brazil, Panama, Cộng hòa Séc hay là Nga. Đó, những cái chiến thuật mình đúc kết ra, có những cái là nó rõ ràng, có những cái nó cũng do mình có thể thêm vào để cho nó đầy đủ và sắc màu hơn. Chiến thuật trong bóng đá futsal thì cũng không quá nhiều, nhưng mà cũng không quá ít, cũng đủ sức làm đau não của mình để phải nhớ hết tất cả những cái bài tập, những cách di chuyển như thế nào. Ở một câu bộ bóng đá phong trào như mình tập ở Liên Minh FC thì vẫn thực hiện những chiến thuật như thế này, nhưng mà ở một cái tốc độ nó sẽ chậm hơn và cái kỹ năng xử lý nó sẽ không tốt bằng những cầu thủ như thế giới, thể lực cũng sẽ không đảm bảo. Những cái nhịp chạm của cầu thủ thế giới có thể là một chạm, nhưng những cầu thủ ở cấp độ phong trào như mình phải thực hiện đến 2-3 chạm cho một đường chuyền. Đó, kiểu như vậy thôi. Rồi, giờ thì cùng bắt đầu nha. Rồi, bắt đầu từ bài 1 nha. Bóng từ số 4 chuyền qua đây, cắt chéo lên. Pivot kéo ông này ra ngoài, di chuyển qua đây, số 15 tự nhiên theo ra đây thôi. Rồi, số 17 theo số 4. À, dắt vô. À, số 2 xem nha, đây mà về che nè thì đá xuống nè, còn đây mà không che đá nè ha. Giờ giả sử về che đi, đá số 3 sẽ nằm xuống hiện đây. 14 ra, bật tường nè, vô ăn. Ok. Trường hợp khác, chuyền đây, chạy trong, bị theo rồi, đè, lách ra biên, thua bóng cắt 1-2, đá trong em. Đưa lên, chạy trong, theo, lách ra ngoài, cắt 1-2, trả về đá. Ở tình huống này, nếu số 14 tiếp tục cắt đường chuyền về của số 5 thì số 3 cắt thẳng vào giữa. Rồi, một kiểu nữa. 1-1 ở đây. Ông này kéo vô. Để lôi ông này vô trong, tạo khoảng trống phía ngoài. Vượt qua số 14. Nha. Yeah. Vượt qua, hôm nay ra lót, đá chồng số 5 à. Vượt qua, hôm nay không ra lót, kèm số 15, dứt điểm luôn. Hoặc là cột 2 cắt vào. Cắt lên, đây bước ra, bỏ về. 17 này mà không theo số 14 nè, đứng đây, đây đá về, đá cao đây, à, đá cao qua đầu, đối diện của anh ăn nè. Là 17 này theo đây nè, hôm nay ra đây red cao chỗ này, đúng không? Thì số 2 thay vì đá qua đây,
nó cắt đúng không? Đá thẳng pivot trên này, đè số 4 chiếm cục 2 đá qua số 4 ăn. Hoặc là tự làm tự ăn luôn, đè xoay vô giữa ăn. Hoặc là ở đây nếu mà che trong, đè xoay là biên dứt điểm ăn. Cái chỗ này nè, đoạn 1-1 và pivot bước ra đây, đá đây thay vì tường đúng không? Nhưng mà không qua được, số 2 xuống đây nè, trả về số 2 dứt điểm ăn nè. Cũng là một cách luôn nha. Ở đây nếu số 3 cắt vào và số 14 theo kèm thì số 12 sẽ vòng ra phía sau lưng và nhận được trả về của số 5 và dứt điểm. Ở bài này hồi nãy mình nói là số 4 này đá vào đây cắt đúng không? Đó. Nhưng có thể là nếu bóng không ở số 4, không ở số 3 chẳng hạn, 1-1 cắt. Ok. Hoặc là bóng số 3 đá thẳng vào đây cắt. Ok. Bóng từ thủ môn ném đây cắt. Đó là chuyển khai nhanh bài tập ha. Cũng có thể bóng từ số 2 chuyền về số 4, bước về đá cắt theo, chuyền qua bậc tường ăn. Bài tiếp theo cũng là từ số 4 chuyền qua, nhưng mà hồi nãy là thay vì cắt xéo lên đây chỗ bị vô bước xuống thì giờ không cắt xéo nữa, bước lùi ra ngoài biên. Số 3 này cắt giữa ha. Thường xuống số 17 sẽ đổi người hoặc là bước lên 14 bước vô. Ok. Trường hợp này 3 bước vào đây che giữa đá dọc biên cắt xuống đối diện gôn ăn. Trường hợp che biên bậc tường đối diện gôn ăn ha. Trường hợp 3 theo được, kính quá, số 2 không có đường đá, bắt buộc phải kéo về và cắt xéo lên tiếp. Thường xuống số 17 sẽ kéo vào đây, số 2 sẽ đưa về giữa, đá cho số 4, dọc biên cho số 5. Thấy quen không? Bức tường, bà đầu rồi đó, nhớ bức tường, hoặc là qua 1-1, 5 cắt trong, đá ăn. Ok. Hoặc 5 đè, đá, 2 cắt số, ăn. Rất nhiều bài. Đè, 2 cổng đây, cắt vô, 17 theo bước ra, cắt cục 2, xuống, ăn. Sẵn nói thêm ở đoạn này, 4, đá 2, kéo về, 3 cắt giữa, ông này không theo nè. Này bắt lên đây đúng không? Số 14 không theo để 13 lọt qua nè. Đá đây. Cắt xuống ăn luôn. Ok. Trường hợp này theo được. Đá về. Cắt cao. Đá cao lên. Đối diện rồi ăn ha. Hoặc chỗ số 2 này. Số 3 còn ở đây. Kéo số 14. 2, 16, 1, 1. Vượt qua dứt điểm ăn. Cục 2 ăn cũng được. Một trường hợp là đây đã qua, bước về ở đây 14 này theo, kéo về 16 theo, 17 nếu mà red cao, chỗ này red số 4 kéo qua đây luôn ha. Red cao pivot xuất hiện nè, thấy quen không? Bóng ném từ gôn ra bước về bỏ trong từ. Ok. Hoặc là đang đá biên ở đây, bước vô, bước vô à. Bài 3 pivot cũng bước ra ngoài đây, cũng đá qua số 2 mà giờ không cắt chéo đây nữa, cắt vô chỗ số 5 pivot đây luôn, số 3 cắt về đây, số 5 cắt về chỗ số 3 rồi mới di chuyển. Rồi ba ông này xây dọn với nhau thì hai ông này tự chơi một mình. 1-1 qua dứt điểm, qua phía trong dứt điểm. Ok ha. Rồi tương tự nha, kéo ra biên bộ ông đá số 2 cắt thẳng chỗ pivot 17 theo. Số 5 này hồi nãy thay vì kéo về chỗ số 3 đây đúng không, bây giờ không kéo vậy nữa, kéo vô giữa hai ông đối diện 1-1 đây lên hết luôn.
số 5 này có một xu hướng cắt ngược về đây, bật tường. Ha. 2. Cắt ra biên. Thấy quen không? Bài 1 á, bật tường. Ha. Ok. Ha. Chiên lên, đè, cắt trong, đè, bước ra ngoài, tiếp điểm. Hoặc viết cục 2 ăn cũng được. Phóng từ gôn bước ra, cắt lên. Vô. Về, theo. Ok. Đó. Về ngoài. Tường ra. Hoặc bóng từ biên bên này. Bước ra, đá qua, đá lên. Cắt lên, theo. Cắt trong. Kiểu về. 1-1. Ra chưa? Nhiều người hỏi là một freestyler như mình sao lại đi huấn luyện bóng đá futsal như thế này. Thật ra thì mình cũng rất là yêu thích bóng đá futsal. Mình tập futsal trước thì cả mình tập freestyler nữa. Mình đã từng có thời gian tập trong đội trẻ của Thái Sơn Nam. Bản thân mình thì cũng đã hoàn tất được hai khóa học huấn luyện viên bóng đá futsal. Đó là bằng sơ cấp và bằng level 1 do Liên đoàn bóng đá châu Á cung cấp. Hy vọng là với kiến thức của mình sau khi học những cái khóa học về huấn luyện viên bóng đá và những cái mà mình đã trải nghiệm trong quá trình chơi bóng đá futsal tại câu lạc bộ futsal Lê Minh, thì mình sẽ đem lại cho anh em được những kiến thức hữu ích để có thể chơi bóng đá futsal một cách hay hơn, hiệu quả hơn. Nói chung là chiến thuật bóng đá futsal thì cũng khá là đa dạng và phức tạp. Nó còn rất là nhiều chiến thuật nữa mà mình không có nhắc trong video clip ngày hôm nay. Không phải là cứ thực hiện theo chiến thuật này có thể ăn được liền. Có thể là đội đối thủ phòng ngự tốt thì sẽ không thành công được với cái chiến thuật đó. Nhưng mà chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần. Chứ nếu không có chiến thuật thì chúng ta sẽ đá theo một cách ngẫu hứng và không có một cái phương án tấn công cụ thể thì rất là khó giành chiến thắng nha. Phải có một cái phương án tấn công và chiến thuật cụ thể. Có thể là làm một lần không thành công, làm lại lần nữa. Rồi không thành công, làm lại lần nữa, làm đến khi nào mà đội đối thủ có những cái sơ hở và lòi ra những cái điểm yếu và mình thành công trong những cái lần mà họ mắc lỗi là mình sẽ ghi được bàn nha. Rồi anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like. Đừng quên đăng ký kênh đón chờ các video clip trong thời gian tới. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại, bye bye.